Chào các bác đang xem video tại làng hoa Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên. Đây là một loại tường vi nhá, một loại tường vi đỏ nhá. Còn đúng loại tường vi hồng, còn đây là loại tường vi đỏ này. Bé như này mà nó cũng đã ra hoa hết cả cây rồi này. Đấy. Đấy, tường vi đỏ thì cái màu lụ của nó đỏ hơn, đỏ thẫm hơn này, xong nở ra màu đỏ này. Còn tường vi hồng thì cái lụ nó màu hồng. Bé như này cũng đã ra hoa hết rồi. Đấy. Đây là tường vi đỏ nhá. Đây, bên này còn lở rực hết rồi này. Đấy. Nhưng bên này nhiều lụ hơn. Đấy, đây là. Đấy, hồng đây. Cánh lá của nó cứ như là cái lá dừa nước ngày xưa. Bóng. Còn nó lụ thì có màu đỏ nhá. Cây này chắc lở cũng lâu đấy. Đây là. Đấy. Đấy, đây này. Rất là đẹp nhá. Một loại tường vi đỏ, một loại tường vi hồng. Rồi, chào bác, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chào bác nhé.